nếu mà tính ở mạng xã hội thì con nói chuyện tầm một tuần. Dạ tầm một tuần xong rồi con thấy ông mất tích luôn, con thấy ông bốc cái hình lên, xong rồi con comment cho nó, ủa bữa giờ nói chuyện sao mất tiêu rồi. Má thường thường con trai mà xăm á thì giờ người ta gặp con gái đầu tiên sao người ta không, người ta mặc áo lịch sự mà sao anh này sao anh khoe ra dữ vậy ta, kiểu mình cũng sợ trong đầu. Là bữa đó anh mặc áo tay ngắn lộ hết cái tay xăm ra luôn mà nhìn cá tính nha, xô ra hết. Dạ xô ra hết mà thơm nữa. Sáng mai con nghĩ là thôi chắc ông xỉn mà để sáng mai đi, ông có làm gì mình không. Sáng mai giật mình dậy báo thức xong trễ giờ đi làm luôn, xong rồi em về sau với chị em nha, anh đi làm. Dạ chào cô Hồng Vân và chú Quốc Thuận. Chào hai vợ chồng. Bây giờ mời hai con giới thiệu về mình. Con tên là Lưu Hoàng Duy, sinh năm 92, con làm bên nghệ thuật xăm. Nickname của con là Di Lưu. Con là Nguyễn Thị Ngọc Hương, con sinh năm 1999. Hiện tại con kinh doanh online tại nhà, với lại là mẫu ảnh. Mẫu ảnh. Dạ. Chị Vân nhìn thấy Duy nó có nét giống ai không? Bật mí luôn. Thấy không, để từ từ nè, thấy cái nét hơi giống Chế Phong. Đó. Ủa sao chị hay quá vậy? Chị chơi với Chế Phong mà. Đó. Mà Chế Phong là Chế con. Chế Phong là con của chú Chế Linh. Đúng rồi. Đây chính là con trai của ca sĩ Chế Phi. Ủa? Đó là anh của Chế Phong. Ủa vậy? Gọi Chế Phong bằng chú. Ồ, tức là cháu nội cháu của nam danh ca Chế Linh. Của chú Chế Linh. Ồ trời ơi, hèn gì nữa, tôi xin nhìn được giống, tại vì chưa có gặp Chế Phi bao giờ. Dạ. Chỉ có gặp Chế Phong thôi, thành ra thấy con có nét. Rồi chào con. Bạn này thì đang có tin vui. Đang có em bé mấy tháng rồi con? Dạ con gần 6 tháng rồi. Vậy đó hả? Dạ. Tại đứa đầu hả con? Dạ đứa đầu. Ồ rồi chúc mừng nha, chúc mừng tụi con. Rồi bây giờ hai con quay ngược thời gian lại kể cho chú với cô Vân nghe. Lần đầu tiên các con gặp nhau là như thế nào? Con thì lúc đó con mới chia tay bạn trai cũng 1-2 tháng. Thì con lướt Facebook, tình cờ con thấy anh này á, trên cái Facebook là ổng múa đèn á, ổng nhảy đẹp lắm. Wow. Con nhìn thấy đẹp trai, xong rồi con thấy đăng lên mạng hay sao mà người ta hót quá vậy. Xong bạn của con tag ông này vô, tên phải là Di Lu hả, Di Lu nhảy đẹp quá vậy. Xong con cũng nghĩ là ạt vô để cho bạn bè họ tương tác thôi, con cũng không có nghĩ gì nhiều. Xong mà con không ngờ là ổng ạt lại. Và xong rồi ổng nhắn tin cho con, làm quen với con. Ủa con làm sao, tự nhiên sao con ad bạn này? Dạ trong cái lúc đó nhiều người ad lắm mà con thấy trên cái avatar thời điểm đó 2018 á, là cái avatar nó là avatar động, nên đâm ra cái không biết sao nhìn thấy cái gương mặt nhìn có vẻ như mình thích, cái mình ad đúng cái nick của vợ con. Dạ. Nhưng mà lúc đó con có bạn gái chưa? Dạ chưa, lúc đó con độc thân, con cũng mới con cũng mới chia tay bạn gái xong. Thì là chúng nó chia tay và bắt đầu là tìm hiểu một người mới qua mạng xã hội. Ở mạng xã hội bao lâu thì tụi con gặp nhau ngoài đời? Dạ nếu mà tính ở mạng xã hội thì con nói chuyện tầm một tuần. Dạ tầm một tuần xong rồi con thấy ông mất tích luôn, con thấy ông bốc cái hình lên, xong rồi con comment cho nó, ủa bữa giờ nói chuyện sao mất tiêu rồi. Xong rồi ông mới nhắn lại, ông mới nói với con là anh bận đi làm này kia anh quên. Xong rồi con mới hẹn là ngày mốt anh rảnh không, em anh đi cà phê. Ông cũng nhân nhự lắm, một hồi con trả lời xong nó thì bữa đó anh cũng rảnh, anh đi làm về xong rồi anh chở em đi cà phê. Wow. Lúc đầu con gặp thì con thấy đẹp trai, nhìn lên trên hình đi ngoài con thấy giống đẹp, hơi có trai đẹp. Con nhìn lại có trai đẹp, thấy nói chuyện cũng hiền. Mà lúc mà con gặp, con lên xe, con bước lên xe á thì con nhìn con kiểu con hiếu kỳ, mà nó nói thường thường con trai mà xăm á thì giờ người ta gặp con gái đầu tiên sao người ta không, người ta mặc áo lịch sự mà sao anh này sao anh khoe ra dữ vậy ta. Kiểu mình cũng sợ trong đầu. Là bữa đó anh mặc áo tay ngắn lộ hết cái tay xăm ra luôn mà nhìn cá tính nha, xô ra hết. Dạ xô ra hết mà thơm nữa. Ông chở vô cà phê rồi hai đứa ngồi nói chuyện, rồi kêu nước cũng y chang nhau luôn. Con nói là trời sao mà hiểu nhau quá vậy, mà ngồi nói chuyện tới 3-4 tiếng đồng hồ luôn. Xong cà phê rồi ngoại con gọi về, tại ngoại con cũng lo, gọi về con nói không anh chở em về, ngoại em kêu về. Rồi sau đó cái lần đi chơi tiếp theo nó có chuyện gì để nhớ không? Sau đó là tới sinh nhật của bạn vợ con đã ở trên club. Thì đêm đó thì con cũng làm công việc xong thì con chạy lên để con ấy, mà trong đó sinh nhật được đó thì con gái mà nhiều lắm, nhưng mà vô đó thì con lại cũng không có để ý ai hết, đúng có mình vợ ngồi cái bên vợ. Xong rồi hai đứa ngồi nói chuyện cũng trong đó, rồi cũng có uống bia rồi cũng xỉn. Xong con kề gần cái môi của vợ con hôn. Xong con mới nói, con mới tỏ tình, con nói cho anh được phép làm quen em nha. Thì vợ cũng gật đầu. Trong bữa là ổng hôn con giật mình vậy nè. Con nói trời ơi, mới gặp có cà phê ngày hôm trước, trước. Cách con ngày mà tại sao lại hôn con. Con thì con cũng sợ, rồi bạn con cũng thấy. Bạn con nghĩ là chỗ này giống như là kiểu bad boy. Đó, rồi con nhìn nó có sao không, nói không, nói chuyện hiền rồi chắc không sao đâu.
Rồi cái con đi về nhà với bạn ở sinh nhật đại tăng 2. Thì con mời lơi thôi, nghĩ ra không đi đâu. À, anh đi với. Rồi có mình ông con trai à. Mà ông đi với, đi lên sàn của chị con, nhậu xỉn rồi, cũng 4 giờ sáng. Ông thì nói với con là 9 giờ hay 10 giờ gì ông phải đi làm. Rồi con có nói vậy thôi, vậy đi ngủ phòng kế bên. Xong rồi con nhìn con nói à, giờ này không biết có làm gì không. Trong lòng thì 50-50 nữa thì muốn ấy nữa thì muốn. Xong rồi con vô con thấy ông không cởi áo hay gì hết. Ông cất cái bóp, ông cất cái bóp, ông bỏ vô gói. Xong ông kể, không kể gì, nằm xuống ngủ, canh tay ngủ vậy nè. Ngủ luôn. Dạ, ngủ luôn. Con nhìn vậy nè, con nói, anh. Anh nói, thôi anh ngủ ngày mai anh đi làm. Rồi con nhìn nó xong chằn chọc cả đêm á. Ủa, hay là mình nhìn mình, con nhìn người con xuống, con nhìn. Hay là mình không hấp dẫn ta, hay là ông bê đê. Tại bữa đó con thấy ông mang đôi giày màu đỏ mà hộp hộp không à. con nghĩ ông bị bê đê. Rồi sáng mai con cũng nghĩ là thôi chắc ông xỉn. Mà để sáng mai đi, ông có làm gì mình không. Sáng mai giật mình dậy báo thức xong trễ giờ đi làm. Đi làm đó. Đi làm luôn. Xong rồi nói em về sau với chị em nha, anh đi làm. Là cái sự nghi ngờ nó càng tăng lên nữa. Càng tăng lên nữa. Ủa không lẽ quen mình là kiểu bình thông hay gì kỳ vậy ta. Mà lúc đó trai mà kiểu mà trắng lắm, trắng hơn bây giờ nữa không? Trắng mà trẻ măng mặt căng bóng mà. Con sợ bê đê. Con tức quá, con ngày hôm sau nữa con gán dụ đi nhậu tiếp. Nhậu tiếp? Có dụ đi khách sạn nữa không? Dạ, cái dạ có. Đi chạy luôn. Dụ qua bên chị con nhậu tiếp. Con cố tình cho con vẫn giỡn á. Con cà cà chân vậy nè. Xong rồi con thấy ông kiều khều con. Ông kêu em chị em còn cái phòng trống nào không? Con mới thấy là rồi vô rồi. Rồi xong rồi con mới kêu ông là dạ có, hỏi chị nói phòng trống ở dưới á, em book cái phòng dưới đi, rồi chuyện gì tới cũng tới. Là có bê đê không? Dạ không, không bê đê đúng không? Dữ lắm con. Không bê đê. Cái ngày đầu tiên mà con cứ nghĩ là hai người quen nhau rất là lâu rồi đó. Hợp về chuyện đó. Ôi. Nhưng mà cô hỏi này, tại lý do bữa trước là chắc là do đi làm sớm á, chứ cho nên mới tha bổng nó đúng không? Dạ, tại vì quan điểm của con á, khi một người con gái mới thì mình chưa có tiến sâu về cái vấn đề là tình cảm, mà mình lên giường sớm á thì nó cũng kiểu nó kỳ. Nên đâm ra là con có một cái khoảng cách nhất định. Lúc đó ông hỏi con là em ở nhà thuê đó hả? Em ở làm sao? Thế con mới tâm sự là con ở đó mà con còn nợ tiền nhà của chủ nhà 3 triệu mấy. Cái ổng nói ủa vậy hả, ổng cũng không có nói gì nhiều hết trơn á. Hai đứa ngủ dậy tới sáng thì tự nhiên cái ổng móc tiền ra đưa con. Đưa con 200 đô. Thì trong lòng con có nghĩ là không chắc cho, bình thường vậy thôi không có gì hết, con nhận. Thì con tâm sự giống là tiền nhà tiền cửa chưa có, mà con đó con mới làm mũi nữa. Nên con không có đủ để trả tiền nhà. Xong ổng vẫn chở con về nhà bình thường. Mà sao con về nhà con cầm tiền, con nhìn thì nè, ủa mình ngủ với ổng có một đêm, mình như ổng cho tiền, sao giống ăn bánh trả tiền quá vậy ta. Con cầm nhà trộn bé bao nhiêu quá, con lỡ cầm rồi. Nhưng mà ổng lấy giờ mình trả lại, mà trả lại thì mình lỗ. thôi kệ, cái đổi tiền với ổng tiền nhà trước đi. Rồi con mới về thấy ổng gọi điện thoại cho con hoài luôn. Rồi về nhà con video điện thoại nhiều lắm. Xong rồi con mới biết là ông này ổng thương mình thiệt. Khi mà vợ con tâm sự về những cái hoàn cảnh hiện tại thì con cảm giác như đồng cảm. Tại vì mình cũng một phần cũng giống như vậy. Vợ con thì cũng không có ba, không có mẹ, mà thì ở với bà ngoại, thì con thì lại ở với bà nội. Nó cứ có sự đồng cảm gần giống nhau đó, dạ. Đúng không? Nói nghe từ cái đêm mà các con coi như là trao cho nhau hết đó. Dạ. Là tới đến lúc mà các con cưới là bao lâu? Con quen nhau thì cũng được một năm mấy. Xong rồi bắt đầu con mới cưới. Tại vì lúc đó con đang làm công thì con cũng chỉ nghĩ là cái câu nói đùa của con nói cuối năm cưới em. Nhưng mà chỉ là nói vui thôi. Trong những cái thời gian sinh hoạt lại từ từ mình trưởng thành, từ từ mới xác định là mình cũng không có thể nào quen một người mà kiểu mà như vậy hoài được. Mình phải có một cái sự cầu tiến để cho gia đình hai bên biết là mình chín chắn. Con mới nhớ là con thương ổng, biết con thương ổng là chỉ có 10.000 thôi, hai đứa xài tới 3 ngày. Trời ơi. Vậy là ăn mì gói thôi chứ đúng không? Dạ, với lại con có nuôi 6 con chó nữa. Trời ơi trời, rồi sao rồi sai sợ. Có 10 ngàn. Có 10 ngàn mà nó ăn trong 3 ngày. 3 ngày. Tại vì khách của ổng cũng có hẹn á, hẹn tầm 10 ngàn. Thứ tư thứ năm anh mới qua kiểu vậy. Xong rồi con mới, mà con ở sớm đó người ta cũng thương. Thì hàng xóm á, người ta có tập quá, tụi con qua mua mì rồi ăn xích này nọ. Rồi còn cơm á, cơm cho tụi mấy con chó ăn á, thì tụi con mua nợ. Cái rồi nó nói nợ tầm mấy ngày con trả. Nhớ khúc đó hoài. Không có ai giúp con hả? Trong gia đình không ai giúp đỡ con chứ hả? Sao? Trong cái thời gian đó thì đa số không dám than ai hết. Tại mới vừa cưới thì không có dám than. Hai đứa thôi. Hai đứa tự cố gắng, hai đứa tự làm. Lúc mà con cưới thằng Long 20 là cái phần là 10.000 mà xài 3 ngày á, thì nó cũng đã trôi qua rồi. Lúc đó rồi là xong, tụi con chuyển được cái nhà. Mà chuyển nhà khi không có 1.000 nào trong người nữa. Trời ơi. Mà có chú của bên đây nè, không biết. Dạ, cũng bà con xa. Bà con xa của ông này, cái giúp
nó là thôi mướn nhà đi, chú thấy tụi bay ở mà phòng trọ nhỏ để chú giúp cho. Ngay kể đám cưới có một mình vậy nè, ông thương mướn cái nhà mà hai đứa đâu có ngàn là cho người đâu, đâu dám đâu, ngại đâu. Xong rồi ông nói thôi cái căn này đi, ưng là tụi con về qua được quận 3 tới giờ đó. Là coi như bây giờ chỗ đó là tiệm luôn á hả con? Dạ, tiệm đi nhà ở trên tụi con. Là ở được mấy năm rồi? Dạ, ở được năm thứ 3 rồi. Nói chung là thôi, các con còn rất là nhỏ, mặc dù cái tình yêu nó đến với nhau rất là nhanh ngay chị Mộc, nhưng mà lại là các con vì cái tình yêu mà các con đã phải chia sẻ và vượt qua trong cái giai đoạn rất khó khăn mà vẫn ở bên nhau, thì đó là một điều rất là đáng quý. Rồi bây giờ tới cái khúc mà chắc con thích lắm đúng không? Tới khúc mà khui tật xấu đó. Đó, thật có không? Thấy nó hiền quá. Hiền khô à, chỉ có bừa bộn thôi. Bừa bộn với lại có cái lúc mà còn ở quận 10 á, có cái tật cái cửa mình bước vô thì có cái toilet bên đây này nó hơi kỳ á, bạn con cũng hay qua chơi ngồi chơi với con á, mà mỗi lần qua cái thấy cái quần xì giống móc lên cái vòi sen á, mà con nói trời anh ơi cái quần anh có được đẹp đâu mà anh cứ móc đi hoài, anh giấu giùm em đi. Mỗi lần bạn quay con ngại, kiểu con hơi ngại, con mỗi lần con bạn con vừa qua là con đợi xíu vô coi có ngó coi có cái quần nào trong đây không, con mới giấu đi. Là bừa bộn. Dạ bừa bộn, bừa bộn. Với lại con thì kiểu con bị ám ảnh, giống như ám ảnh cưỡng chế á, mà con nhẹ thôi, giờ con hết rồi. Con xếp đồ chồng là cái nào ấy nó ngăn nắp mà nó đều như vuông vậy nè, móc áo thì móc đúng theo màu. Mà kêu mỗi lần đi chơi hay gì lấy đồ là lắc nó bấy ngày lên hết. Rồi gì nữa? Với lại đau bụng á, khó tính, khó, kiểu xấu gì ta hay nói xấu đó. Đó dạ đúng rồi. Sau đó cực kỳ luôn. Ví dụ cái, đi. Cái người đối diện con cũng vậy à? Cũng giống vậy thôi. Mà dạo này cũng bớt đói lắm rồi. Mỗi lần mà xấu đói, mà lần mà đói bụng mà không có đồ ăn thì là có hay la hét không? Dạ không, chỉ là gì nè, đang nấu đồ ăn sắp xong rồi, tự nhiên cái nấu có mì ăn. Con bị con nói ủa sao kỳ vậy, đợi xíu đi ăn được. Nó không đói chịu không nổi, mà quạo mà mặt nhăn như khỉ vậy á. Nhăn nhăn vậy nè, mặt nhăn đâu đẹp đâu. Xấu đói. Rồi. Chồng xăm quá rồi có bao giờ yêu cầu xăm này nọ rồi nó có cho xăm không? Người con quen lúc ảnh là không có hình xăm, con không có hình xăm hết. Con quen ảnh ngoài cũng nói con đừng có xăm nha, quen xăm đừng xăm. Mà con cũng gán gán xin ngoại cho con xăm hình nhỏ nhỏ ngay đây thôi. Lát về con thấy bích muốn cái chỗ này, ngoại muốn xỉu. Ngoại về con nói rồi xong rồi, ngoại hiểu tương lai của cháu ngoại rồi. Con mong chồng con thay đổi điều gì không? Con chỉ mong chồng con đừng bừa bộn nữa thôi. Với lại sau này mà có thành công hay là cái gì đó hơn như vậy nữa thì vẫn thương vợ con, không có thay đổi. Vẫn yêu vợ, vẫn như ngày đầu tiên. Được không gì? Dạ được, dư sức làm được. Bây giờ tới con đó. Dạ. Nói thật xấu gì không? Chỉ có là hay lầu bầu thôi, có câu chuyện gì đó nếu mà cằn nhằn là cứ cằn nhằn từ sáng tới chiều. Có khi mà quên rồi cái mà hồi lại nhắc lại câu chuyện đó lúc ban đêm nữa. Dắp đĩa đó phải không con? Dạ. Dắp đĩa đó. Ừ. Tiếp tục đi con, còn gì nữa nè? Dạ con không có tính xấu nhiều, chỉ có cái tính kỳ là kỹ thôi. Kỹ mà bị kỹ quá cái mức giống như là con xuống con dọn mâm cơm để ăn, ba mẹ con ăn mà tô cơm nguội là vợ con bắt đầu lau bếp, lau chén, rửa chén, lau tường, xong rồi bắt đầu mới ăn. Mà nghĩ là như ngày đó. Dạ đúng rồi, lau xuống. Con nói với con bị ám ảnh cưỡng chế á, là con thấy phải sạch sẽ mà quá mức. Cái chén con phải để cho nó phải đẹp, nó phải đúng ngay cái hình cái bông phải đúng thẳng vậy nè, con mới chịu. Con xuống rồi rửa chén, con thấy chén bài bài, con rửa xong con mới ăn cơm. Mẹ với ổng la con hoài. Con bé này nó hợp với ai nổi tiếng trong nghề mình lắm nè. Qua nó ở là thầy Minh Nhí. Trời ơi, con qua ở với nghệ sĩ Minh Nhí, chỉ cần con qua con ở với thầy một ngày thôi là thầy sẽ thương con dữ lắm. Đó, rồi quản lý chi tiêu nó có thắt chặt không? Dạ, chắc chắn luôn á. Chi tiêu thì vợ con tiền ti chi đầy đủ, nó không có cà lâm luôn, thấy chưa? Chắc chắn luôn, nó phải kỹ đảm bảo luôn. Dạ, tính sau hồi một mình làm rối rồi tính lộn xong rồi bắt đầu quay qua chửi con là xảy. Trời ơi, thầy Minh luôn. Y chang ông bạn của cô luôn. Ông đếm 1 triệu đồng mà giấy 100 ngàn. Đếm hoài luôn. Đếm hoài đó. Dạ. Hoài. Rồi giờ con mong muốn vợ thay đổi điều gì ạ? Con chỉ mong muốn vợ con luôn trẻ đẹp và đầy sức khỏe là đã được rồi. Dạ, chứ không cần thay đổi gì đâu. Tại vì mỗi người có một cái tính nết khác nhau. Mà quan trọng là mình vợ chồng với nhau mình hiểu được cái tính đó, mình yêu được cái tính đó thì mình sẽ giữ nó đi hoài. Chính xác. Bây giờ trước khi tạm biệt. Dạ. Bây giờ chú rất là mong muốn và đây cũng là cái điều mà vợ con cũng rất muốn. Dạ. Đó là nhận được một cái lời tỏ tình. Dạ. Hay là một cái lời cầu hôn ở trong cái dịp này với một cái bộ đồ cô dâu hết sức đẹp như thế này. Đúng. Nếu mà được con là con có muốn không? Dạ có. Đó, đó. Chú Thuận. Em đồng ý làm vợ của anh nha. Tại vì anh cưới em đến giờ chưa có lời cầu hôn nào hết. Nên lời cầu hôn của anh nha. Ôi cưng quá là cưng thôi. Anh ôm vợ đi. Hứa rồi sao? Nó xúc động quá kìa. Ừ, nãy anh hứa anh lúc nào cũng yêu thương em, cho dù sau này có giàu hơn hay như thế nào anh cũng như vậy, không bao giờ thay đổi. Trời ơi, đã quá, hùng nói cái nào.
một cái kết thật là tuyệt vời nha. Dạ. Chúc cho con ha, sắp tới cái ngày mà khai hoa nở nhụy, mẹ tròn con vuông nghe, và cuộc sống của các con sẽ càng ngày tốt hơn. Dạ. Con sẽ ngày càng đông khách. Dạ. Và mau chóng không còn ở nhà thuê nữa mà ở nhà chính chủ. Đúng. Dạ. Chào em. Rồi, giới thiệu về mình. Dạ, em tên là Hoàng Anh Văn. Năm nay em 24 tuổi. Ừ. Công việc của em là bên ở chị điện. À. Còn em? Dạ, em tên là Võ Ngọc Châu. Năm nay em 27 tuổi. Em là giảng viên ạ. Giảng viên về môn gì? Dạ, em giảng viên bên ngành điện tử ạ. Đừng có nói là hồi đó em giảng cho cậu này xong rồi cậu này chua luôn. Dạ đúng. Đúng xác. Cô giáo. Dạ. Sinh viên. Dạ. 27, 24. Thế thì ai là người để ý ai trước? Nói gì để ý, tụi em cũng chưa để ý nhau đâu. Dạ. Như là chọc ghẹo nhau, không biết lúc nào yêu nữa. Chọc ghẹo sao? Dạ không, sao? Dạ là như thế này. Là cô giáo giảng bài, điện thoại, laptop để kế bên. Ừ. Mà em ngồi bằng đầu. Ừ. Cái là em nhanh tay lắm. Em giật điện thoại, cái em nháo qua điện thoại em liền. Là em biết số. Về cái hỏi thăm cô. Từ từ. Cái lúc mà hôm mà em về em nhận được cái số điện thoại hoặc cái lời hỏi thăm đó, em có biết đây là cậu học trò này không? Dạ, thì mới đầu không biết, nhưng mà sau rồi nhắn tin qua lại thì mới biết. Không biết. Dạ. Hả? Vậy thì lúc đó em nghĩ anh này cảm nhận với em như thế nào? Anh này cũng là cũng lý lắc trong lớp nên nghĩ là cũng nhắn chơi với lại nhớ ơi cô ơi, cô chấm điểm dễ dễ cho mấy bạn trong lớp giùm em này kia. Mình tưởng là cũng thương các bạn trong lớp, thật ra có ý đồ khác đâu biết đâu. Bao lâu thì em gọi là chính thức nhận ra là cậu học trò này yêu mình? Và lúc đầu nhắn mấy tin rồi sau này em thấy nghe có mùi mùi rồi đó. Mùi. Dạ. Nhưng mà lúc đó là em có bạn trai gì chưa hay là? Dạ lúc đó thì em mới chia tay với người yêu cũ. Nhưng mà em có tiếp nhận không? Em có cảm thấy là tò mò với cái mùi vị này không? Dạ mới đầu thì em cũng không quan tâm đâu. Ừ. Nhưng mà khi mà add nick Yahoo của em á thì em thấy nick Yahoo là có ngày tháng năm sinh. Mà cái ngày sinh đó thì lại trùng với ngày sinh của người yêu cũ của em. À. Và lúc đó em mới chia tay người yêu cũ rất là buồn. Thế là bạn có một cái gì đặc biệt hơn chút. Dạ. So với những người khác. Dạ. Thì còn khi mà em cua cô giáo á, thì em có cái chiêu gì khác tất cả những cái người khác không? Dạ có chứ chị. Ví dụ 12 giờ đêm em lên nóc nhà người ta em phải hát cái giờ em nghe. Trời ơi. Chó ở dưới nó sủa ầm ầm ầm. Cái em sợ quá. Nói cái chi tiết mà con chó nó sủa. Em sợ quá, em chạy năm. Cái tao tưởng ăn trộm, cái em chạy về phòng, em kêu mẹ em, mày đi ngủ, tắt đèn, phát cửa, đi ngủ. Mẹ em biết gì hết rồi đó. Rồi dưới tao la quá trời. Ủa là nhà cô giáo với nhà em bộ cách gần nhau lắm hay sao mà? Dạ không xa lắm. Xa chị. Lắm ạ. À. Vậy mà đứng ở trên nóc nhà làm sao cô giáo nghe? Em nghe điện thoại chị. Điện thoại. À, có nghĩa là em ở trên sân thượng. Không, em leo qua nhà người ta, nóc nhà người ta luôn. Trời ơi, ghê quá. Em có nhớ lại em hát cái gì không? Ca khúc gì? Ngày xưa em hát, em thích nhất là bài Đợi chờ là hạnh phúc. Thế là em xài cái chiêu này trong bao lâu thì vợ em đổ? 5-6 tháng nghĩ chị. Còn khúc cây cứng nữa là hôm đó là muốn cũng là Noel muốn dẫn vợ em là về nhà em chơi. Chứ vợ em nói là bây giờ anh thổi được 100 cái bong bóng em mới theo anh về nhà anh chơi. Trời ơi, em cũng gan, em cũng chơi luôn. Em thổi 100 cái bong bóng hôm đó, giờ em nghĩ lại mình đúng hình ngu thiệt. Thổi xong hôm đó cái miệng nó nói được luôn. Bây giờ em cũng hí hẳn cầm bong bóng bắt em chạy vòng hình ngoài đường đó xong mới chịu đi về nhà anh chơi. Có phải là vì những cái hành động đó và cái tấm chân tình đó mà em đã ngã lòng với anh em? Dạ cũng một phần. Mới đầu em cũng không có chấp nhận đâu, em thấy ông này anh trẻ tuổi hơn. Ừ. Rồi lo sợ nhiều thứ lắm. Ừ. Nên là không có muốn quen. Ừ. Nhưng mà kêu ảnh hát cho em nghe cái em tưởng là không hát. Ừ. Cái tự động cái hát cái. Ừ. Làm em cảm động rồi tiếp theo cái em không chịu quen cái làm nũng đó, bây giờ cô không quen em là em nghỉ học thăm vậy đó. Thăm dữ, cô hốt hồn cô quen luôn. Quen hôm đó là cái bạn này bạn tỏ tình sao rồi xưng hô sao cô ơi yêu em đi hả hay sao? Ngày đó là em nhớ suốt bây giờ luôn, không bao giờ em quên được. Hả? Hôm đó nó yêu xong em cô giáo lì em chết thời cơ em kiếp một cái xong cô giáo quay lại một cái bớt mặt em năm ngón tay mặt bây giờ em cũng không nhớ vậy đó hả? Trời ơi. Mà lúc đó là đang ở đâu? Dạ đang đi học bài ở trong khuôn viên của trường. Và lúc đó là chắc là tình trong như đã một ngoài còn e rồi. Dạ lúc đó cũng thích à. Là lúc đó là chính thức yêu nhau. Dạ. Nhưng mà trong lúc yêu nhau thì hai bạn có giấu thân thế không? Trời giấu dữ lắm, giấu ghê lắm.
Nhưng mà giấu như vậy thì bao lâu thì cái kim bị lòi ra? Dạ khi nào thì hát kịp cưới. Hay vậy, giấu cái gì hay vậy trời. Rồi hai cô trò yêu nhau bao lâu thì cưới nhau? Dạ chính xác là 3 năm. Cái ngày mà kỷ niệm 3 năm là ngày cưới. Ồ cưới. Nhưng mà còn chuyện này hỏi nè, rồi cô trò vậy là có giữ gìn cho nhau không? Dạ có chứ. Nếu mà giữ gìn nhau chắc cũng có điều tận một chút vui quá. Thì biết ngay là sao. Đúng rồi, đúng rồi. Dạ cái đêm tân hôn không có vui gì hết á, mà đêm tân hôn mà hai vợ chồng hả, cãi nhau banh xác luôn á. Trời ơi, cãi nhau quá trời luôn. Giận ảnh làm hoài không được, cái ảnh quay là ảnh giận. Ảnh giận xong rồi ảnh quay lưng đi rồi á, giảm như là con nít vậy đó. Thì em lúc đó em rất là uất ức, lúc đó mình cảm thấy mình bị hắt hủi, không có được quan tâm, bị hụt hẫng. Dạ bị hụt hẫng lắm. Em nói trời ơi, cưới chồng gì không quan tâm gì hết á, chỉ biết lo cho nghĩ cho mình không à. Lúc đó là vợ cần sự quan tâm, hỏi là em có sao không, có như thế nào không, bỏ mặc vợ ngồi một góc vậy đó, còn nằm trùm chăn ngoay ngoắt đi. Ai biểu cưới ông trò làm chứ. Không, bây giờ khóc cho chứ em. Không có kinh nghiệm. Trời em tức quá, em gọi cho mẹ em khóc quá trời khóc luôn. Chung là lúc đó là em muốn bỏ luôn á. Thiếu kinh nghiệm là một chuyện, nhưng mà cái tâm lý nó cũng bị áp lực đúng không? Dạ. Ra đâu phải là cặp nào mà đêm tân hôn cũng thành công đâu. Dạ suốt tuần luôn ạ. À. Suốt tuần trăng mật luôn. Tuần luôn. Tân hôn thành công luôn. Không. Một tuần nó phải gọi là một tuần dập mật. Dạ. Tuần nó dập mật anh. Toàn tập luôn. Rồi bây giờ anh hỏi nè. Dạ. Em phát hiện ở cái cầu học trò này, bây giờ là ông xã mình đó là có cái điểm gì xấu? Hay càng nhằn hay càng ràm. Xấu nhất á, xấu đau, xấu đớn nữa. Nóng tính lên á, sân hô không có tốt với vợ. Là sao? Em thì thích nhẹ nhàng, dịu dàng. Ảnh bực lên thì không kiềm chế được thì xưng mày tao là gì đó. Em mày tao chí tớ vậy, như nít vậy đó. Dạ em rất là giận, em cảm giác như mình bị xúc phạm vậy. Lúc đó thì em phản ứng như thế nào? Em nói mày tao lại không? Dạ không, em không giờ nói mày tao hết á. Em giống như em kỹ từ đó lắm. Ừ. Dạ, nên là em nói nhỏ mà hổn quá. Tại nhỏ hơn em mà. Ngày xưa kêu cô mà giờ kêu mày tao vậy tức lắm. Còn không? Dạ không. Em không biết còn không, không sợ. Không, sợ không, em bà vợ nữa. Sợ không. Nóng lên rồi lúc đó không suy nghĩ được. Tại có một lần hứa với em đã đời xong hôm sau cãi nhau lại như vậy nữa. Đó là từ cưới với nhau giờ là 2 lần á. 2 lần. Nghĩa là hứa với em 2 lần là không thực hiện. Dạ hứa 1 lần. Không, bây giờ mới 1 lần thôi đúng không? Bây giờ thôi thì em có muốn chồng em hứa với anh với chị Vân và tất cả mọi người khán giả đều? Dạ đây là tâm nguyện của em từ đầu đến trước giờ. Chỉ muốn nói được câu này thôi. À mình phải có trước có sau, nói đi phải nói lại. Bây giờ phải hỏi tại sao mà những lúc đó em lại bộc phát ra như vậy. Dạ nhiều lúc vợ em tính tình thì hay quên. Thứ hai nữa là có cái tính là làm việc xong rồi cứ bày ra đó. Em tính em gọn gàng em kỹ lắm, về em nói hoài không được, em tức quá em nói một câu vậy em cãi một câu điên máu lên rồi xong rồi đó. Vậy đó hả? Cãi. Chỉ vấn đề là bừa bộn vậy thôi. Dạ. Thì ví dụ như bây giờ chị nói là sắp tới tương lai mà những vấn đề gì nó nặng nề hơn cái chuyện bừa bộn nữa, rồi đi đến chuyện xung đột cãi nhau thì em sẽ xưng bằng cái gì nữa? Không, nhưng mà sau này mà gặp tình huống như vậy thì em sẽ có em kiềm chế lại. Phải tìm một cái cách để mà mình chế ngự chính bản thân mình. Dạ. Chẳng hạn như là mình tự xé đồ mình. Bây giờ nè, anh muốn em hứa một lời với người bạn đời mình. Anh hứa với em là sau này sẽ không có những cái... Em đừng nên nhìn cái cành hoa mà em hứa. Nhìn mà xả. Sau này sẽ... Anh hứa sau này sẽ không bao giờ nói đến từ đó nữa. Có gì... Nếu mà có chuyện xảy ra, anh sẽ cố gắng kiềm chế bản thân mình lại. Bà vợ, vợ nói một câu cho chồng mắt được. Vậy là em vui lắm rồi. Rồi, bây giờ vợ em ở nhà thì có những cái tính xấu gì? Tính hay quên. Ngoài hay quên. Bề bộn. Như cách đây cũng mấy tháng, hai chồng em đi miền Tây chơi. Em dắt xe ra ngoài, bóp để tủ lạnh. Em ơi, bóp của anh để tủ lạnh kế điện thoại của em nha. Lúc đi ra giờ em cầm cái điện thoại cái bóp để lại. Toàn bộ giấy tờ xe, tiền, bạc để em bóp hết. Mà hên em nói, xăng em đổ trước. Cuối cùng hôm đó là đi miền Tây là trong 12 chồng em còn đúng 50 ngàn. Đến nhà cái bóp mình trình hình tủ lạnh. Vừa mừng mà vừa giận. Vừa mừng mà vừa giận. Mừng là không mất bóp mà giận là tại sao bà vợ mình có hay quên vậy. Rồi lúc đó chắc nhìn chồng cười trừ thôi chứ. Dạ không, em sợ lắm. Tại vì hả chồng em hay la này kia đó, lúc đó em co ro lại. À vậy đó, còn em muốn chồng em thay đổi như thế nào? Bớt cái tính càm ràm đó. Như vậy có nghĩa là bỏ cái càm ràm mà vẫn giữ cái nóng tính. Dạ, bớt nóng tính đi. Thế còn em muốn vợ em như thế nào? Bớt đi cái sự hay quên lại. Em có sanh chưa? Dạ chưa, nhưng mà em hay quên. Tại vì là nếu mà em sanh em còn hay quên nữa. Dạ. Thì chị thấy vậy nè, từ trong sâu thẳm của chồng em á, là chồng em muốn rằng á, em phải công nhận chồng em là một người chồng, một người trụ cột của gia đình thực sự. Tại vì sao? Thường tâm lý của những người mà người ta nhỏ tuổi hơn mình đó
người ta luôn luôn muốn chứng tỏ rằng người ta phải là người chồng đích thực, người chồng trụ cột, và em nên tạo cho chồng em cái cảm giác đó. Tại vì thấy chồng em rất là lanh. Còn về phần của vợ em á, vợ em có cái bệnh đó là hoàn toàn vợ em không có muốn, mà không có muốn quên. Em không biết sao đó, giờ em những việc lặt chặt á hay quên lắm, những con số nè, những hàng ẩn thức nè, nhớ cực kỳ. Đúng rồi. Ở ngoài đời chuyện đó là chuyện mình Cô Trương em. Cái này là đảng trí đó, chứ không phải là là hay quên đâu. Có con á còn đảng trí hơn nữa nghe. Thì về phía chị ha, thì chị thấy gì nè, em chàn cái đó giùm cho vợ em đi, thì những cái mâu thuẫn nhỏ, những cái mặc cảm nhỏ nó sẽ xóa đi hết ha. Rồi, chúc tụi em hạnh phúc ha. Dạ. Cảm ơn em. Dạ. Chào con Hồng Vân, con chào bà chú Quốc Thuận nè. Hai vợ chồng ở đâu mới đến đúng không? Dạ, con ở quận 6 ạ. Ở Sài Gòn luôn. Ở Sài Gòn luôn. Dạ. Tưởng đâu miền Tây lên. Chào cô Hồng Vân và chú Quốc Thuận, con tên là Nguyễn Quốc Khánh. Con năm nay 33 tuổi, con cũng Sài Gòn. Sài Gòn. 33 tuổi xin mừng anh chị được rồi. Dạ. Mình chào lại đi, chào anh chị đi. 2, 3. Dạ, con chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận. Dạ. Con tên là Nguyễn Quốc Khánh, năm nay con 33 tuổi. Con với anh chị cũng y như cũng như nhau à. Em với anh chị đi. Rồi 2, 3. Em. Dạ. Em năm nay 33 tuổi. Tên là Nguyễn Quốc Khánh. Công việc của Khánh là gì? Chắc đã đoán là nghe chắc là có liên quan đến phòng tập tạ. Dạ, có đi tập thôi chứ không có liên quan phòng tập tạ. Khánh làm gì? Dạ, hiện em đang kinh doanh về thức ăn, bán thức ăn chó mèo với trang trí tiệc cưới. Vậy đó hả? Mà tôi quận 6 lận hả? Dạ. Trời ơi, vậy mỗi lần mua đồ cho chó mèo mà nếu mà order từ quận 6 là bị xa. Không, cái mua đồ cho chó mèo á là shop. Còn cái này là như là cứu hộ chó mèo luôn. Dạ đúng rồi. Đâu, có thể chia sẻ chút xíu về cái công việc vậy? Cứu hộ chó mèo. Trời ơi. Không, chị coi trên Facebook á, ghiền coi lắm, người ta cứu cứu mèo rồi cứu, mình cũng thích luôn, cứu hươu cứu nai đó. Hươu nai thì ở nước ngoài thì coi hết, ở Việt Nam mình là chó mèo. Dạ, bây giờ giới thiệu đi, khoan giới thiệu tên họ công việc rồi nói chút xíu về cái công việc này của hai vợ chồng. Em chào chị Hồng Vân ạ. Em chào anh Quốc Thuận. Em tên là Trần Uyên Như và năm nay em 31 tuổi. Em thì hiện tại là cũng kinh doanh cùng với chồng là về bán thức ăn chó mèo cũng như là trang trí tiệc cưới. Nhưng mà một cái cánh tay khác nữa của em, tức là hai đứa là cùng làm bên cứu hộ chó mèo. Rồi. Thì thực ra không phải là chỉ có cứu hộ chó mèo đâu, mà là cứu hộ động vật ạ. Tức là hiện tại bên em là Sài Gòn Time đang có tới hơn 450 bé lận. Thì ngoài chó mèo ra thì còn có gà, vịt, heo, thỏ, rùa. Hoặc là những bé chim cú, chim mồ câu, rất là nhiều loại động vật nữa ạ. Rồi cái coi như là mình cứ tụ chúng về đó, rồi cái nguồn kinh tế là ai ở đâu ra để mà nuôi tụi nó? Dạ, thì tụi em thì cũng thuê một cái trạm ở bên Bình Chánh là rộng 550m² để cho mấy bé ở. Thì cứ chó thì sẽ có một khu và mèo một khu và các loại động vật khác một khu nữa. Thì một phần là kinh tế là do tụi em cứ làm ra bao nhiêu thì lo cho tụi nhỏ hết bấy nhiêu. Rồi gia đình hai bên cũng giúp rất là nhiều. Nhưng mà cũng phải kể đến là có sự giúp đỡ của các mạnh thường quân nữa. Rồi cái việc mà cứu hộ chó mèo là như thế nào? Ví dụ như con chó nó bị vấn đề gì đó hay là con mèo nó gỗ rơi thì mình biết được thì mang nó về hay sao? Dạ, thông thường thì sẽ có các bạn nhắn tin qua bay hoặc là gọi điện qua cho em. Thí dụ? Thì em bắt buộc em phải lựa ca, tại vì hiện tại là em có tới 450 đứa rồi. Thì em phải lựa những cái ca nặng và cần gấp nhất để mà tụi em có thể chạy đi đón. Em nói cụ thể hơn đi. Thí dụ như nhắn cho em nói về vấn đề gì mà đi cứu đó. Thường thì các bạn sẽ nhắn về bé chó, bé mèo đang bị tai nạn. Nhưng phần lớn là em thấy là chủ yếu là bị chủ đánh đập. Dạ, đánh đập tàn nhẫn luôn. Hoặc là đi ra đường xin ăn rồi bị những người không thích họ đánh nữa. Thì có nhiều bé gần như là thoi thóp luôn á. Thì tụi em phải chạy đi, có hôm là 2 giờ đêm tụi em vẫn phải chạy đi. Trời ơi. Mà cả hai chồng đó, hai chồng coi như chở nhau đi. Dạ, nhưng lúc đó chưa cưới. Ý là kiểu giống như là lúc đó thì còn thời gian khoảng đó lúc mới bắt đầu vô trạm thì khoảng thời gian đó là phải cũng xin phép ba mẹ dữ lắm, nói con đi cứu chó xong rồi con chạy về thôi. Ủa em hồi đó giờ có cái câu chuyện cái này xin hỏi, nếu mà đưa lên dựng được còn không thôi nha. Ví dụ đó giờ có một cái trường hợp nào của một bé chó hay bé mèo, một cái bé động vật nào đó mà nó thật là thương tâm và nếu như mà mình không đến kịp thời là nó chết không? Dạ thật ra là có rất là nhiều. Đâu, em kể một câu chuyện thôi. Tại vì tụi em thì chỉ có hai đứa có thể chạy được thôi, còn em có thuê thêm 5 bạn để cùng chăm sóc. Không, là anh đang hỏi có một cái trường hợp nào thì cái trường hợp thương tâm nhất mà tụi em tới nơi á thì bé chó đó bị người ta đánh rất là nặng rồi và đang thoi thóp rồi. Thì lúc mà em ẵm bé trên tay á thì em mong dữ lắm, mong là cố gắng chạy tới gần bác sĩ, nhưng mà lúc đó bé tuốt ở nhà bè lận. Thì em ẵm bé trên tay và bé lúc mà bé sắp mất á, bé cắn em một cái
rồi bé nằm nằm coi như là bé ngã ra luôn, bé mất luôn. Và đợt đó là em khóc rất là nhiều luôn, tại vì em cảm giác là giống như là tại sao mình không thể tới sớm hơn, hoặc là mình có thể chạy nhanh hơn để có thể đưa bé tới bác sĩ. Khóc mà không phải là vì bị bé cắn đau, mà khóc là vì mình bất lực trong một số ca. Nhưng mà chị hỏi nè, cái giống như là khi mà mình cứu được em á thì bắt đầu mình đưa đến bác sĩ quen của mình, hay là cái bác sĩ đó là của mình luôn ở cái chỗ? Dạ, thật ra thì em thấy á, một bác sĩ là sẽ có một cái sở trường khác nhau. Thì ví dụ như ca mắt thì em sẽ đưa bác sĩ khác, rồi ca mà bị về ung thư hay là về xương thì sẽ một bác sĩ khác. Nên em chỉ cộng tác với khoảng tầm 5 bác sĩ mà em cảm thấy tốt nhất thôi. Thì với từng ca sẽ đưa qua từng bác sĩ phù hợp. Rồi mỗi lần như vậy là các bác sĩ lấy nhiều tiền không? Dạ, thật ra là cũng nhiều á, nhưng mà bác sĩ cũng hỗ trợ tụi em. Chỉ có điều ca mà nặng nhất mà em từng cũng phải tốn hơn 36 triệu. Tức là bé đó bị xe tải, bé mới sinh thôi, mới sinh con thôi, vì đi kiếm ăn và bị xe tải cán mà kéo lê hơn 10 mét luôn. Thì bé bị rách hai bên đùi trong, rách đuôi, rồi rách tử cung, nói chung là bị rất là nặng. Dạ. Ca đó là con là em đi rước. Dạ. Lúc mà ẵm bé thì máu chảy nó từ lúc mà đón bé từ nhà bè cho tới bác sĩ bên tận Phú Nhuận luôn. Trời ơi. Rồi thôi. Dạ. Như vậy thì hồi đó hai đứa lúc mà là yêu nhau đã làm chuyện này rồi hay sao? Dạ gặp không ạ. Thôi giờ mình vô cái đó gặp nhau nè. Đó. Thì đó đang yêu nhau là lúc gặp ra là lúc mà em chưa đủ 18 nữa ạ, tức là khoảng một tháng em mới đủ 18 thì em có tham gia vào một công ty, thì em gặp ảnh rồi em cứ bước vô gì? Dạ, công ty đa cấp thôi ạ. Thì ảnh đang đứng đó đang có thể bấm điện thoại, và em bước vô và em thấy cái ảnh nó chững chạc lắm, mà hồi trước em mê vai to vai rộng nữa, mặc áo vest nữa. Và không biết sao, hên xui sao mà lúc đó công ty không có nam mà chỉ có nữ thôi, nữ ở lại thôi. Nó chưa, ban đầu là đã có ấn tượng. Dạ. thích ảnh ban đầu là đã mê rồi ạ. Thế còn em thì sao? Dạ, em cũng để ý vợ em là lúc đó là tại vì có bạn dẫn vô, mà không biết là sao vợ em mà vô không biết chuyện gì xảy ra mà cứ cười từ đấy, là từ cười từ cổng mà vô tới tới cái chỗ cái hội trường mà mọi người đang đứng luôn á. Xong cái em chỉ nhìn thôi, em thấy cái nụ cười đẹp quá, mà em đâu có dám nó ngồi lại mình nói chuyện đâu. Xong cái vô tình cái tự nhiên người bạn của bạn em dắt qua nói chuyện với em, là thế từ đó tự nhiên là hai đứa là bắt đầu có duyên và tìm hiểu nhau luôn. Dạ, chưa tìm hiểu đâu ạ. Sau đó chắc cũng khoảng tầm 1-2 tuần em mới gọi là người thả thính trước. Xin số điện thoại ảnh và nhắn tin là anh có biết em là ai không, thì hai đứa mới bắt đầu ạ. Rồi á, là cái việc mà hai đứa cái vụ mà cứu hộ động vật á, là lúc đó là đã có mầm mống làm cái chuyện đó chưa? Thực ra là từ lúc quen nhau tới lúc mà tham gia vào cứu hộ là 6 năm. Tức là lúc đó, nói chung là trước đó là em đã mê chó mèo rồi, gia đình em đã dạy rồi, thì em cũng hay đi lượm chó mèo ở ngoài đường. Nhưng mà tham gia vào trạm là 6 năm sau. Cái trạm đó là của ai? Dạ, trước đó thì có một bạn với là một chị nữa thì cùng xây dựng lên một cái trạm để giữ những bé chó mèo mà cứu được mà không thể tìm chủ. Thì sẽ để đó trong thời gian mà tìm chủ. Xong rồi em lại thấy cái bài đăng về một bé chó, bé Small là bị cắt hàm dưới, rút toàn bộ răng và cắt lỗ tai, cắt đuôi luôn. Trời ơi, ai mà ác dữ. Lúc đó bé còn bị liệt nữa nên em rất là xót và mới quyết định là qua trạm để xin nhận nuôi. Nhưng mà cái tính hai đứa em có tật là hay dọn dẹp đó. Xong rồi ba bệnh thấy không có ai chăm tụi nhỏ nhiều hết, nên hai đứa tự nhiên bàn nhau quyết định là thôi hai đứa sẽ cố gắng mỗi ngày qua dọn chăm sóc tụi nhỏ. Rồi lúc đó là thích nhau luôn. Dạ. Nhưng là tiếp cận nhau nhiều quá. Và xuất phát từ cái lòng yêu thương nó giống nhau quá. Dạ đúng rồi. Và cuối cùng cái tới với nhau luôn. Dạ, thực ra thì ảnh không có mê chó mèo bằng em đâu. Em mê em là đứa giải. Nhưng mà vì mê em cho nên mê chó mèo. Dạ, đúng chưa? Dạ. Đó. Ủa nhưng mà công việc bồ lúc trước là hai đứa khó khăn lắm cho nên là mới đi phải đi làm, xin đi làm vào một công ty đúng không? Dạ, thực ra lúc đó em hoàn cảnh em là sao? Hoàn cảnh em là sao? Mới học đại học, mới lên tới đại học thôi. Nhưng mà có khó khăn không? Dạ không. Dạ em tiểu thư mà. Tại vì em mê đi làm mà ba mẹ không cho đi làm. Nên gần như là trốn đi làm á. Còn là tiểu thư con nhà giàu. Còn em thì sao? Dạ, con em cũng là một gia đình bình thường thôi. Dạ, cũng phải đi làm về cửa, cũng đi làm từng ngày thôi. Nhưng mà lúc em biết vợ em tiểu thư á, là em có bị cảm thấy là nhục chí, không có muốn cua không? Dạ đúng rồi, lúc mà bị mặc cảm không á. Lúc là lần đầu tiên mà thấy nhà vợ cũng hơi tự ti chút xíu. Xong mà nhưng mà tính cách của vợ em làm cho em phải, mình cảm thấy là mình phải tự tin lên chứ, tự tin đúng hơn là mình phải cô ấy sao mà nhà cửa khang trang vậy mà sao có không có chảnh, không có thấy
mọi người thì cô ấy cũng hòa đồng lắm, không có không có da dẻ đó. Đó là cái động lực của em mà em tiến tới bây giờ. Tức là chính thức hai đứa mà yêu nhau á là bao lâu sau khi gặp? Dạ cũng là phải 2 tháng á. Cha cũng lâu rồi. Lâu quá chị ơi. Dạ, 60 ngày đó chứ đỡ hoài. Dạ, 1 tháng sau là nhắn tin, nhắn ơ đồ. Dạ. Xong rồi 1 tháng sau nữa là chính thức yêu nhau. Dạ. Rồi yêu trong vòng 6 năm. Dạ, dạ. Tụi em yêu là 12. Tới năm thứ 12 mới đám cưới. Trời ơi. Thật ra là năm thứ 6, thứ 7 là tụi em đã tính đám cưới rồi. Nhưng mà đợt đó là do tụi nhỏ dọn từ chỗ cũ qua chỗ mới xa quá. Tụi nhỏ là mấy con chó mèo không? Dạ. Thì tụi nhỏ bị bệnh rất là nặng nên tụi em lập dùng hết toàn bộ tiền cưới để mà chữa bệnh cho tụi nhỏ luôn. Mặc dù là lúc đó đã mai cho mọi bé là cứ mấy bé gái thì sẽ là một cái accessory và bé đực thì sẽ là một cái bộ vest. Nhưng mà quyết định là hủy đám cưới để có thể là chữa trị cho tụi nhỏ. Giờ em chỉ nói là anh ơi giờ tụi nhỏ bệnh quá. Giờ thôi lấy tiền cưới đi, có gì mình cưới sau. Nên thôi giờ em quyết sao nghe vậy. Bà tính bướng. Vợ bướng lắm không nói được. Mà cái chỗ của tụi em là chỉ có chó mèo hay còn dạ còn nhiều loại nữa. Nãy có nói đó gà cú rồi heo thỏ có cả khỉ nữa. Nhưng mà khi mà khỉ đã quen dần rồi thì em sẽ đưa lên một cái vườn quốc gia cho bé. Ê thí dụ nha, này cái nói này, tụi em đang đi ngoài đường nhìn thấy một cái thằng quên một cái người mà người ta chở một cái chuồng chó. Mấy đứa có giải cứu mấy con chó? Thật ra là em không đồng ý cái việc chuột chó, chuột mèo. Vì thực sự là làm như vậy sẽ làm giàu cho họ. Nhưng mà em nói tức là với những bé có duyên với em, nếu như em là người sẽ gặp cái xe đó thì em sẽ chọn cách chuột. Còn em không thì muốn là phải duyên đó. Đúng rồi. Chứ không phải lúc nào chứ không phải gặp, là mình phải vô lò mổ để chuột. Theo dạng là có nhiều bạn là thích chuột theo sở thích đó, tức là họ chuột nhưng mà chuột họ không biết chăm bao nhiêu thì không được như vậy. Nếu anh đang nói có duyên đó. Dạ, tức là nếu mà có duyên với em là em sẽ chuột về để em chăm. Ồ như vậy là 12 năm mới cưới nhau. Dạ. Đúng ra là 7 năm là đã cưới rồi. Dạ. Ủa nhưng mà sao mắc mới thì năm sau cưới luôn. Dạ, đâu ra là tiền. Đã nói ta gom hết tiền ta nuôi mấy bé mẹ. Mà gom tới 5 năm luôn hả? Tiền dạ. Thì trời cũng phải chắc dạ. Mót đồ là như là mỗi tháng nhưng em làm ra xíu lo xíu. À cho anh hỏi nhiều chuyện xíu. Bộ gia đình không có hỗ trợ hay sao? Lúc đó thì gia đình cũng không có biết nhiều về tụi nhỏ đâu. Em không dám nói tại vì khi mà chắc chắn là không ai đồng ý, ba mẹ không đồng ý cái việc là con gái lo cho việc thiện nguyện mà không lo công việc của mình nhiều quá. Nên em gần như là em không cho ba mẹ biết. Sau này á, thì em mới cho ba mẹ hai bên tới gặp tụi nhỏ và thấy được cái cảnh mà từ lúc mà một bé thoi thớp hoặc là đang bị bệnh rất là nặng mà em chữa tới lúc tung tăng quậy phá thì ba mẹ rất là ủng hộ mới giúp tụi em phần đó. Dạ. Rồi 12 năm yêu nhau vậy dạ. Là cứ suôn sẻ hay là có bao giờ gây lộn rồi cãi lộn rồi đòi chia tay? Chia tay không? Em kể chị nghe coi. Dạ có. Bên nào đòi chia tay? Đây thử biết mà tôi hỏi thôi. Dạ, cũng đúng là cũng liên quan với tụi nhỏ thôi à. Nhiều lúc tụi nhỏ hư á la tại vì tụi đôi lúc tại vì lúc đó là tụi em ở nhà thuê không à. Tại vì mỗi lần kiếm được một cái nhà mà cho chó với mèo vô thì rất là khó. Và rồi kiếm được chỗ thì phải sắp xếp rồi cho chỗ ngủ cho nó rất yên tâm. Rồi nhiều lúc nó quậy quá ảnh hưởng hàng xóm thì hàng xóm bán vốn. Thì tụi em là người la chính, la tụi nhỏ thì vợ em lại la em. Xong rồi không hiểu nhau rồi lại la nhau rồi cãi lộn. Rồi xong nhiều lúc giận quá anh cứ lâu ngày la tụi nhỏ hoài mà thực chất em muốn la để cho cái mọi người hàng xóm không có la nữa. Rồi xong nhiều lúc nó căng thẳng cái nhiều đòi chia tay miết vậy đó hả. Có lần nào mà chia tay mà nó nặng đô lâu không? Dạ lâu. Lần chia tay nặng đô nhất là do ảnh đi lo với em cái mưa thôi ạ. Nhưng mà lần đó là chị có giận nha, 3 ngày thì ảnh qua ảnh năn nỉ rất là nhiều. Và lần đó thì em đã gọi là gom hết tất cả quà mà ảnh tặng. Tại em nói là người Hoa là khi mà sinh nhật á, người ta sẽ ăn một cái trứng màu đỏ cho hên. Thì ảnh lúc nào anh cũng ngồi làm những cái trứng là hình thù rất là dễ thương để tặng em. Thì đợt đó giận nha, vậy là em gom quà toàn bộ, viết một lá thư rồi đem qua tới tận nhà ảnh luôn. Xong rồi mẹ ảnh đọc được và mẹ ảnh la ảnh nhiều lắm. Rồi mẹ em cũng chêm vô nữa thì hai đứa mới làm lành được. Đó là lần giận duy nhất. Nhưng mà mai có phụ huynh đúng không? Tức là dạ, đúng rồi. Em có em gái mưa. Chà, em gái mưa đó xuất hiện hồi năm nào? Canh con nhỏ đi coi mấy đứa nhỏ xong ở đây đã mưa gió. Dạ, không, cái đó là năm đầu tiên rồi ạ. Năm đầu tiên quen nhau rồi. Này có cãi lộn thì là chỉ có tụi nhỏ là tụi mấy hàng gắn rồi. Là năm đầu tiên là không có em gái mưa đúng không? Dạ. Còn mấy năm sau có em gái lác đác. Dạ không, sau đó thì ảnh sợ lắm mà tại vì em là chúa ghen á. Chỉ cần gọi điện thoại mà chỉ cần ren tới tiếng thứ hai mà không bắt máy là em giận rồi. Ủa rồi cái lần thứ hai á là lần nào? Dạ lần thứ hai trước giờ thì em thấy chỉ có một lần duy nhất đó là chọn chia tay gọi là nặng nhất thôi. Thôi bây giờ xóa đi. Dạ đúng rồi. Còn bây giờ thì có nghĩa là nếu mà hỏi nè, ảnh có lãng mạn không?
em thấy là ảnh thuộc dạng là không có lãng mạn miếng nào luôn á, nhưng mà ảnh có hoa tai, ảnh làm cho em những món quà rất là dễ thương. Cả cái việc là sinh nhật em thì em kỳ lắm, em không thích là đi sử dụng tiền quá nhiều, thì ảnh lại là cho em ngủ, cho em ngủ tới giờ nào ngủ, xong rồi ảnh sẽ xuống làm cái món mà em thích là món bột chiên, xong rồi ảnh lại bật đèn lên rồi nọ, thì em chỉ thấy lần đó là lãng mạn nhất thôi. Ảnh lãng mạn lắm đó nghe. Đó là những cái hành động lãng mạn đó. Em thấy duy nhất một lần thôi. Là hai đứa bây giờ là yêu nhau 12 năm rồi bắt đầu làm đám cưới. Dạ. Rồi giờ có mấy đứa con rồi? Dạ, tụi em không biết định có con ạ. Không có con. Lý do? Để dành cho. Nói coi tại sao? Chính là em cảm thấy là đợt cũng trong khoảng thời gian mà vợ cùng vợ chăm sóc tụi nhỏ, cho em cái suy nghĩ là không biết sao lạ lắm, em muốn là vợ em phải cực khổ thêm. Rồi thời gian chăm con, thời gian mà có bầu khoảng 9 tháng 10 ngày, thì trong khoảng thời gian đó vợ gắn bó với tụi nhỏ rất là nhiều. Rồi mỗi lần vợ qua thì tụi nhỏ mừng, rồi lỡ xô đẩy là nó công rất là nguy hiểm. Với lại một ngày nào đó, ngày nào cũng vợ cũng bị áp lực, kiểu giống như là bạn ơi nhận mấy cuộc gọi là bạn ơi nhà tôi có con, tôi mới đẻ con rồi, vợ sợ ảnh hưởng là lông chó lông mèo rồi, bạn nhận giùm tôi đi, nên là cảm thấy là vợ bị chết nhiều quá. Xong rồi đợt dịch vừa rồi cũng thấy em coi chương trình cái sự về mấy người mẹ mà có bầu á, người vợ mà có bầu á, xong họ phải đánh đổi là gì chứ, giữa họ con họ với cuộc sống cái sinh mạng của họ. Dạ, đó đúng rồi. Nên là có suy nghĩ là xong cái bộc bạch với nói ba mẹ trước. Rồi ba mẹ có nói giờ công việc của tụi con là dính với tụi nhỏ nhiều quá, rồi tụi con không có thời gian chăm con, tụi con thời gian chăm, nên là con nói mẹ là ba mẹ ơi, con quyết định là tụi con có con được không. Tại vì ba mẹ em cũng hay là cũng lớn rồi đó, cũng nói mình nói đúng cái quan điểm thì ba mẹ cũng đồng ý. Xong rồi nói có lúc đang chạy xe trên đường thì em quay qua nói nhỏ với vợ là em ơi, mốt sau này cưới đừng có con được không. Có nghĩa là lúc yêu nhau sao? Là đã nói rồi đó đúng không? Dạ. Vợ cũng đồng ý suy nghĩ luôn. Mà được cái là em rất thích là không biết sao là vợ em có cái những suy nghĩ mà khác với người khác. Giống như là thôi giờ em cứ suy nghĩ là lúc nhỏ lớn lên mình sẽ giống như là cưới kiếm một người vợ nào đó, mình đi làm xong rồi cưới kiếm một người vợ nào đó hợp với mình thì mình sẽ cưới xong mình đẻ con, cuộc sống nó cứ tiếp tục vậy. Còn vợ em là ngược lại hết. Làm em cảm thấy cái đâu ngược lại sao? Kiểu giống như là làm cái gì mình thích là mình làm thôi, chứ không cần phải cái nguyên tắc nó vậy là mình phải vậy. Phá bỏ nguyên tắc. Dạ, phá bỏ hết những nguyên tắc mà cái mình đặt ra trước giờ. Dạ đúng em rồi. Em thấy vợ em rất đặc biệt. Dạ đúng rồi. Em có thấy chồng em đặc biệt cái điều gì không? Dạ, em thì chỉ thấy là ảnh rất là quan tâm em, ảnh là người chiều em nhất trong tất cả mọi người luôn. Thực ra ba mẹ chưa chắc gì chiều em được vậy nữa, nhưng mà ảnh chiều em lắm. Chỉ là ảnh là người, nhiều khi thấy ảnh thì vậy, nhưng mà ảnh là người đứng sau để động viên em. Chẳng hạn có những khi mà có những lần em lên chương trình á, thì cũng nói về việc sinh con, thì có nhiều bạn nói là em là đồ bất hiếu vì không sinh con nói giỏi cho gia đình. Thì cũng khóc nhiều lắm, tại vì cảm thấy là mình thương ba thương mẹ, mình lo ba mẹ nhiều vậy mà lại bị nói là bất hiếu nên buồn. Thì ảnh cũng là người đứng ra phía sau để nói cho em hiểu, để em không có buồn nữa và cố gắng để mà lo cho tụi nhỏ thôi. Và cũng có nhiều bạn nói là, có nhiều bài báo nói là em chấp nhận hy sinh là không sinh con để lo tụi nhỏ, mà thực ra là cái đó em chọn vì em thích thôi. Em nghĩ là em chọn tụi nhỏ nhiều hơn. Đúng vậy. Thực ra thì cái chuyện ở đây, cái hạnh phúc nó không, tức là giống như tụi em phá bỏ cái nguyên tắc đó. Thì nếu như mình phá bỏ mà mình cảm thấy không hạnh phúc thì là mình không nên làm. Nhưng mà rõ ràng khi mà mình phá bỏ mà mình thấy là cái mình chọn lựa nó đem lại hạnh phúc cho cả hai bên, cả chồng cả vợ, thì mình cứ việc chọn thôi, là chọn thôi. Hạnh phúc là lựa chọn đúng không? Lựa chọn giống nhau nha chú. Trời ơi, rồi sao? Rồi lấy nhau về thì hai đứa có thấy đối phương mình còn có những cái khuyết điểm mà mình cần phải chỉnh sửa không? Thật ra là em lên bao nhiêu chương trình á thì em chỉ thấy là ảnh không có stress nhiều bằng cái việc là tham gia chương trình này đâu. Vì ảnh suy nghĩ mấy đêm trời để suy nghĩ là mình nên kể xấu vợ như thế nào ạ. Tại vì ảnh thích kể xấu vợ lắm. Nên phần này em nhường cho ảnh trước ạ. Hồi nãy lúc em nói cái câu đầu tiên á, nghĩa là ảnh lo lắng thì là anh lại suy nghĩ liền trong đầu, lo lắng cho vợ mình mà khui cái tật xấu mình ra, đúng không? Mà đến khi em nói là lo lắng là không biết lên khui tật xấu của vợ mình ra, thì quá bất ngờ. Thôi để cho anh khui đi đâu, coi để thôi giờ thôi là chính vì thế là anh rất là khoái em. Thôi em khui đi. Dạ, vợ có nhiều tật xấu lắm. Tật xấu nhất là thương tụi nhỏ nhiều hơn em. Ganh đó, ganh đó, thấy chưa? Ở chút là tụi nhỏ không biết gì, giống như là đang chơi giỡn xong nó la. Cái câu đầu tiên mà vợ em hỏi em, anh làm gì nói vậy?
trời ơi con không biết con em biết em làm gì nó nữa mà tự nhiên xong cái la ngược luôn không biết chuyện gì xảy ra. Anh làm gì mà nó la dữ vậy đó? Dạ. Hai là đòi em ngủ đòi đuổi em không cho em ngủ giường mà đòi ngủ bỏ em đi ngủ ghế sofa. Bắt em là đuổi em đi ngủ ghế sofa. Dạ, tại vì tối tụi em ngủ với 16 con chó với hơn 50 con mèo. Trời. Ủa là trong phòng á? Dạ, dạ từ nhỏ em có hai trạm, là một trạm mình tránh rồi và một trạm là ở nhà riêng nữa. Thì cái phòng em có vậy thì thông thường là em ngủ là coi như là các bé sẽ bao quanh từ đầu tới chân luôn, bao quanh hết. Và chồng nằm một sát bên góc của bên đây. Chỉ có cái nằm xí xí anh hỏi nè. Vậy thì không gian cái phòng ngủ của em là không gian mở đúng không? Dạ, tại vì đâu thể nằm máy lạnh được. Dạ có máy lạnh nè. Phòng em thì nhưng mà rồi lông chó lông mèo rồi thì sao? Tụi em thì em thấy cũng bình thường thôi, tức là khi mà em chăm từ nhỏ thì hiếm khi mà từ nhỏ bị rụng lông á, tại vì mình chăm kỹ á, với lại mình phải tắm rửa sạch sẽ và cả việc sổ dung mọi chiếc người từ nhỏ thì đủ nữa, nên gần như là từ nhỏ nằm đầy hết giường em luôn. Rồi những lúc mà hai vợ chồng hành động thì chó mèo nó không ngủ thì sao? Dạ không bao giờ hành động diễn được ra trước mắt bọn thú cưng. Dạ bởi vậy thường hai đứa là phải đi khách sạn. Dạ tốn thêm khoản tiền đó. Dạ trong dạ coi như đó là buổi đi chơi của hai đứa, giống như tranh thủ nói mẹ ơi tối nay tụi con đi chơi, sẵn tụi con ngoài ngủ nha. Mẹ cũng hiểu tại vì thôi ra ngoài đi. Biết mà mẹ biết đúng không? Dạ rồi. Là 16 con chó. Dạ. Ủa rồi tụi nó ăn hạt không hả? Dạ không ạ. Em cho tụi ba các bé là ăn cơm với lại thịt gà xay cùng với rau củ. Còn nếu mà ngày lễ Tết ấy, thì mọi bé sẽ có một cái đùi gà hoặc là một cục gà heo hoặc là cái phần thưởng nào đó cho mấy bé. Thương quá. Rồi có nghĩa là vợ là cưng thú cưng hơn cưng dạ. chồng. Rồi sao nữa ta? Dạ bừa bộn nữa. Bừa bộn không phải bừa thôi, nuôi con quá nhiều, 450 đứa con mà. Làm sao mà gọn cho dạ nổi? Không ạ, em vừa lắm, em vừa thiệt. Em đi dọn thấy mồ luôn. Lần nào anh cũng nói là nhà này không có anh sẽ nhưng cái chuồng heo vậy đó. Rồi bây giờ những cái vấn đề tiểu tiện đại tiện của tụi nó thì sao? Dạ, thì mèo thì dễ lắm, mèo tụi em chỉ cần để một hai cái thôi thì mỗi ngày mình sẽ dọn khoảng 3 lần. Còn chó thì các bé lắm, tại vì cái phòng em sẽ có một cái sân phía ngoài thì các bé cũng đi ra ngoài, hoặc là nếu mà đi trong nhà thì tụi em cũng dọn dẹp liên tục như vậy. Rồi một ngày mà dọn vậy thôi cũng hết ngày. Dạ. Dạ đúng rồi, vấn đề dọn là riêng trong phòng là 2 tiếng đồng hồ. Là em dọn 2 tiếng đồng hồ, vợ vô xíu cái tụi nó thay là canh cho anh đi toilet cái nha, vô cái là dọn thêm 15 nửa tiếng nữa. Tại vì em biết sao khi mà từ nhỏ gặp em thì nó bị thai não á, tức là đang bình xong cái tự nhiên gặp em vô là bắt đầu quậy tưng bừng lên à. Nó cũng trời chó nó khôn lắm, nó dạ. coi mặt đúng mặt rồi dạ, đúng nó ngộ lắm dạ. Rồi nhưng mà nè, làm người ta nói là mình làm sinh nghề tử nghiệp á dạ. Đó thì có bao giờ mà em nuôi mấy bạn ấy mà mấy bạn ấy coi như là cắn em không? Dạ cắn là chuyện bình thường ạ, nhưng mà cái vết cắn nặng nhất mà em phải khâu 36 mũi là ngay trên mặt. Đó là bé chó này rất là to và em cứu về, nhưng mà thực ra là bé rất là dữ rồi, nhiều người nhận rồi mà không thể được thì mới quyết định là đưa qua em. Và em chăm thì em thấy là bé tình cảm lắm, nhưng mà em lại dở chỗ là quên mất là bé vừa về chưa được bao lâu, chưa được 1 tháng nữa thì em lại ôm bé làm cho bé hoảng. Thì bé cắn ngay mặt em là rách. Và cắn lũng, lũng dạ ngay đây ạ, là lũng vô hàm luôn. Thì đợt đó em chạy vô, em bịt mặt, em chạy vô em nói là anh ơi em bị cắn rồi. Thì ảnh cứ nghĩ là cắn bình thường tay chân thôi. Tại vì tay chân em bị cắn liên tục mà. Thì ảnh nói ừ sao rồi, có sao không, để em coi. Xong rồi em dở ra thì ảnh mới hết hồn mà chở đi bệnh viện. Rồi có đuổi con chó đi không? Dạ không, mà tại vì ở trong bệnh viện bác sĩ vừa hỏi câu là em sẽ làm gì với bé chó đó. Thì em nói dạ thì em bình thường đâu có gì đâu, tại vì bị cắn quen rồi. Nhưng mà bé chó đó rất là dễ thương ở chỗ là đợt cắn em xong lại bỏ ăn 3 ngày. Chỉ vì lo hay gì đó em không biết, nhưng mà đợi em xuất viện xong em về nói chuyện với bé và em nói là không, chị không sao đâu. Thì bé ăn trở lại, tức là em đút đồ ăn thì bé ăn trở lại. Xong rồi là kể từ đó về sau thì bé hiền hơn và có tình cảm với em hơn. Bây giờ bé đó còn ở chăm? Dạ vẫn còn, dạ, em vẫn chăm. Tại vì đối với những bé dạ, đối với những bé dữ như vậy thì em không tìm chủ không. Em chỉ chọn những bé hiền và đẹp và khỏe thì em sẽ tìm chủ mới thôi. Trời ơi. Rồi vậy là coi như là chỉ có cái tật dạ. xấu vậy thôi, chứ còn một con người mà như vậy chị dạ, chị nghĩ chắc cũng khó có tật xấu lắm. Tại vì thì 450 loài mà tụi chị nói thiệt với em là khủng khiếp, chứ không có đơn giản đâu. Nhà chị có mấy con thôi mà chị muốn chết với nó. Ủa rồi heo thì sao giải cứu? Dạ heo là hồi trước là khi mà em nhận á là bé bị có một bạn nuôi theo dạng là người ta nghĩ là heo kiểng, người ta nuôi xong rồi tới lúc bé lớn hơn rồi lại không cho bé ăn nữa và làm cho bé ốm cực kỳ mà ốm mà xương luôn. Dạ thấy thương luôn á, mà heo lớn rồi mà lúc đó mà mới được có khoảng 7-8 kg thôi. Xong rồi em cũng đón về và chăm xong rồi hiện tại là bé 150 kg. Thật ra là em có 2 bé heo lận, một bé heo là mất rồi thì em phải 4 người đinh lên một cái xe để mà có thể đưa bé lên xe ba gác để đi thiêu.
Tụi em chọn cách là đi thiêu bé ở bên Bình Hòa rồi sau đó là cứ lo cho bé còn lại. Mấy con thú đó mà đầu thai được vô cái trạm em chắc nó cũng tu dữ lắm đó thiệt. Rồi bây giờ em mong muốn vợ em thay đổi điều gì? Dạ nói vậy thôi chứ thôi có mong muốn gì. Không muốn gì hả? Dạ thôi cứ vậy đúng không? Cứ thấy vợ vui vẻ là được. Tại nhiều lúc cảm thấy vợ giống như là cái cục pin của em vậy đó. Trời ơi thương không? Cảm thấy vợ vui vẻ là cảm thấy em làm gì cũng được. Hai đứa này cũng đậu trên trển á. Sứ giả. Em định nói đó chị Mộc. Sứ giả trên trển đưa xuống á, thiệt dạ. luôn á. Mà qua chương trình này rồi còn lan tỏa hơn nữa. Thiệt luôn á. Anh nói thiệt còn lan tỏa hơn nữa. Dạ. Và những người mà ngày xưa có những cái comment tiêu cực về em, chắc chắn những người đó sẽ có một cái suy nghĩ khác về em và sẽ trân trọng em. Và biết đâu chừng sẽ có những comment xin lỗi em về những cái comment nó sai lệch như vậy. Rồi thôi bây giờ tới em đó, chồng em sao? Đó. Em thì thật ra là ảnh có cái tính là ảnh hơi cọc đó, nhưng mà cọc với ai chứ không cọc với em. Chỉ là mỗi lần mà giận lên thì ảnh có tật là ảnh sẽ tự làm ảnh bị thương. Và có cái tính là ảnh quá thương em đi. Cái đó em không biết gọi là tật xấu hay tốt, mà ảnh quá thương em. Và như ảnh nói là ảnh là coi em là cục pin á. Tức là khi mà em stress thì ảnh sẽ stress, khi mà em vui thì ảnh sẽ vui. Thì thật ra cái đó là em nghĩ là ảnh hơi thương em quá. Nhưng mà em vẫn không muốn ảnh thay đổi gì hết. Vì thật sự là để mà có thể chiều một cái đứa bướng và lì như em thì chắc anh phải cố gắng rất là nhiều rồi. Rồi ủa vậy đâu có thật xấu gì đâu. Dạ anh không có thật xấu không gì luôn á, không có, gần như ảnh là hoàn hảo luôn á. Rượu bia không, thuốc lá không, nói chung là tất cả mọi thứ. Gọi là bây giờ hiện tại anh sợ em ghen tới độ mà chỉ cần một cô gái nào đó tới gần mà nói chuyện thì anh nói thôi em cứ đưa qua nói chuyện với vợ anh đi hai câu đó thôi, em nói chuyện với vợ anh đi anh. Vậy thì ảnh có bị cái trạng thái gọi là có thể gọi là lo lắng một cách thái quá không? Dạ đúng rồi, em thấy là ảnh lo lắng một cách thái quá. Ví dụ như em lỡ em cầm một vũ khí gì đó. Dạ đúng rồi, em cầm một con dao, em đang gọt trái cây. Nó không để anh gọt, để anh gọt. Tại vì ủa tại em, sao? Không biết sao em đụng dao là em chảy máu thôi. Mà em lại vẫn cứ thích làm mà anh không cho. Có nghĩa là đụng dao là không chép là bà nấu chảy. Nấu đồ ăn không được, không cho nấu luôn. Em nấu không? Cả cái việc nấu mì. Nấu mì. Lúc trước nhớ hai đứa có còn đúng một gói mì trong nhà. Lúc đó là khoảng chăm tụi nhỏ xong là cũng đêm rồi. Xong rồi khoảng 1 giờ còn gói mì hai đứa tính là nấu lên để ăn, là mì dạ mì ly á, chắc nước mì trộn khô chắc sao lọt vô cống rồi ngồi buồn cười luôn. Dạ từ đó là em là em hậu đậu, chỉ có việc là em cảm thấy là em chú tâm vào chó mèo là nhiều nhất thôi. Chứ những việc khác là em dở cực kỳ luôn. Đặc xấu của bà là hậu đậu đó. Dạ. Hậu đậu mới dễ đứt tay. Rồi mì trộn cũng rớt xuống cống thì đó. Rồi em có mong muốn chồng thay đổi điều gì không? Dạ không ạ, em không muốn ảnh thay đổi gì hết, giữ y xì vậy luôn. Chỉ là mong ảnh là bớt stress lại thôi ạ. Nhưng mà chắc là do là lo cho em quá nên mà em có nghĩ đến một lúc nào đó tuổi cao sức yếu ảnh bệnh hay một cái gì đó thì ai sẽ là người lo cho em? Dạ đúng rồi, thật sự là em lo phần đó lắm, tại vì ảnh lo cho em từng chút một, giống như gọi là gần như là cha lo cho con luôn á. Lúc đó như thế nào? Em có nghĩ tới cái viễn cảnh đó không? Dạ có chứ, hồi trước thì em có từng nghĩ và ảnh cũng từng nói là sau này thí dụ mà mình hai đứa mình già rồi á thì anh không biết là anh muốn anh đi trước hay em đi trước nữa, vì thật sự là anh đi trước anh lo cho em lắm. Không, thật sự là như vậy nè, trong cuộc sống thì là hai đứa bây giờ còn trẻ lắm, đừng có nghĩ gì đến những cái chuyện vớ va vớ vẩn đó. Cái đó là nói nghiêm túc. Bởi vì em phá cái nguyên tắc, tức là nó cũng rất là hợp lý đối với hoàn cảnh của tụi em. Tại vì đâu phải cứ có con là sau này nhờ được con đâu. Nhiều khi con mình lớn tuổi già rồi, con nó có cuộc sống riêng. Thì cũng là con chăm, 10 đứa con chăm cha không bằng bà chăm ông, và ngược lại. Thành ra là cứ enjoy với cái cuộc sống bây giờ. Miễn là tụi em thấy tụi em hạnh phúc là được rồi. Không cần, còn đừng bao giờ nghĩ chuyện là trời ơi sau này anh bệnh thì sao, anh bệnh thì sao. Đừng nghĩ cái chuyện đó, thì mất công lắm. Ba mẹ em cũng lo, tại ba mẹ em thì chấp nhận việc không có cháu từ em rồi. Nhưng mà ba mẹ em thì vẫn chưa chấp nhận lắm. Thì ba mẹ em chỉ lo là sau này hai đứa già thì không ai chăm thôi. Chỉ là em nói là lúc hai đứa già thì hai đứa vào viện dưỡng lão. Thì hai đứa tự chăm cho nhau. Thật ra tự chăm cho nhau hoặc là ở cùng những ông cụ bà cụ quen tuổi mình nói chuyện với nhau cũng rất là vui. Tại vì càng ngày em thấy đọc báo đọc chí đó, em mới nói là cái thời điểm này bây giờ để mình đẻ con, mình nuôi con rồi là mình chỉ mong là sau này có con đỡ đần. Không có đâu, bỏ cái tư tưởng đó đi. Dạ đúng rồi. Thật sự mà nói là như vậy. Rồi cảm ơn hai đứa. Cặp đôi này trước khi tạm biệt thì anh xin được bày tỏ một lòng ngưỡng mộ đến cho hai vợ chồng em nha. Và anh rất mong muốn có một dịp nào đó anh sẽ đến tham quan cái trạm đầy yêu thương của hai vợ chồng em đó. Và anh cũng là một trong những người rất là yêu quý thú cưng. Thì chắc có lẽ là khỏi cửa thăm nhà sẽ đến vợ chồng một em. Và anh rất mong muốn rằng là chương trình
sẽ tạo điều kiện để thì kết nối đó. Cái chuyến đi đó phải phải yeah. phải chương và anh nhất quyết phải đi. Ừ. Chương trình không đi anh cũng đi luôn. Trời ơi. Ok. Rồi bây giờ